Hello, chào các bạn nha. Bây giờ mình sẽ vs hai con khác loài, hai con siêu to khổng lồ, con hàng mã và con vật cản. Bingo, ok, let's go. Siêu béo rồi, mình có lợi vậy. Nào, mong má cái kiểu đây. Nhìn chân nó rất là ngắn, thân thì siêu béo, tròn trục luôn. Đây là đầu chiếc, móng dài 1 mét luôn. Let's go, let's go. Các bạn xem video này hay hết cho mình một like và một subscribe nha. Bye.